Hello mọi người, lại là mình Bubblegum đây. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Không biết là hôm nay chủ nhật thì mọi người có đi đâu chơi không hay là ở nhà nè? Mình thì đang ở nhà và mình thích nhất là chủ nhật được ở nhà đó. Còn mọi người thì sao? Hôm nay rảnh rỗi không biết làm gì thì mình nghĩ là mình sẽ đọc thư nha mọi người. Thì hôm bữa mình cũng có nói với các bạn đến tiệc nhà mình chơi là mọi người hãy gửi cho mình một bức thư về một bài thơ á. Không biết mọi người thì sao chứ tính của mình thì cực kỳ thích đọc thơ luôn nè. Nhưng mà là đọc thơ thôi nha, chứ mà làm thơ thì mình làm dở ẹc à. Mình cũng rất là tò mò, không biết các bạn fan của mình thì có năng khiếu làm thơ không nữa, cho nên là hôm nay cùng đọc thư với mình nha. Và sau khi mà đọc cùng mình thì mọi người nhớ lưu lại tên của bạn nào mà làm thơ hay nhất để mình tặng quà cho bạn ấy nha. Chưa gì mà mình thấy quá trời là thơ rồi nè. Đầu tiên là bạn bánh bao, trời xanh mây trắng, em không say nắng. À quên, em không say chai, em chỉ đổ mỗi chị thôi. Ủa, trời nắng thì có liên quan gì tới chai đâu ta. Tiếp theo là bạn Hana, người ta thì muốn được hôn, còn em chỉ muốn được gum bên mình. Yeah, baby. Bài thơ tiếp theo, gum ơi trái đất dẫu tròn, gum không trốn kỹ là còn gặp em. Trời ơi, bài thơ này nghe cứ như là săn lùng bắt cóc vậy đó. Tiếp theo, thương gum em để trong lòng, yêu gum là cả đời của em. Để em đi hỏi ông trời xin cho được sống trọn đời bên gum. Trời ơi, ghê chưa. Bài thơ tiếp theo, đất nước là gì, cho con hỏi nhé, đất nước là gì, vẽ bằng bút chì, có vừa trang giấy, còn mở ngoặc bài thơ nữa. Bà bơ này sợ mình không biết đây là bài thơ hay sao á. Bài thơ tiếp theo, trái đất vẫn tròn, chị mà trốn không kỹ là còn gặp sim nha. Rồi, bà này với cái bà lúc nãy hình như chị em cùng một nhà hay sao, làm thơ giống nhau quá nè, mà như kiểu săn lùng mình vậy đó. Nhà em không thiếu gì, nhưng em chỉ thiếu chị gum thôi. Trời ơi, đúng là thiếu gia luôn ha, nhà không thiếu gì hết mọi người. Rồi, tiếp theo, hoa chỉ tươi khi có người tưới, anh chỉ vui khi cưới được em. Nice. Trên đời này có mưa có gió bão, nhưng em chỉ cho gum cute thôi. Ủa là sao trời? Cute nhưng mà không có liên quan tới nhau nè. Tiếp theo, thế gian ai cũng mê tiền, riêng em chỉ biết mê gum mà thôi. Tô mì nóng bởi nước sôi, con tim em nóng bởi đôi môi gum, hi hi ngại cá. Trời nắng chang chang, em không say nắng, em chỉ say gum. Trời ơi, mấy cái bài thơ này đọc đi đọc lại rất là nhiều lần rồi nè. Bài thơ tiếp theo, má yêu chị gum ký tưởng em được không? Ủa, không phải bài thơ mọi người. Ngoài kia có bao nhiêu người thương em, nhưng em thương nhất là chị gum. Trời ơi, quá là đáng yêu luôn ha mọi người. Thì bà ấy nói thế này có nghĩa là kiểu như là thương mình nhiều thôi, chứ nói chung thì vẫn là gia đình là nhất ha. Chị gum cảm ơn em rất là nhiều nha. Ký tường em được không? Ủa, không phải bài thơ tiếp rồi. Cái này nếu mọi người muốn mình ký tường thì mọi người viết lên tường mình nha, chứ mà gửi tin nhắn thì mình không có bấm vào được ấy. Chị xinh đến nỗi một người mù cũng phải ngưỡng mộ. Ủa em ơi. Cái gì mà vô lý vậy trời, người mù thì sao mà nhìn được ha. Yêu chị gum nhiều lắm á, yêu em nhiều nè. Trời ơi, cái gì nữa đây trời, tự nhiên ai đặt cái tên gì kỳ cục vậy nè. Tôi giờ thấy rất là cay, đành viết thơ này để gửi cho gum. Gum ơi gum có bị đần. Trời ơi, tự nhiên cái ông nào, cái bà nào, ông nào đây viết thư gì mất nết quá nè. Cái gì đây, sao yêu thằng F như dân giang hồ, thằng F là ai trời. Gum làm tôi tức phát rồ, khi xưa kết nghĩa vợ chồng, vậy sao nay nỡ mặn nồng cùng ai trời, kết nghĩa vợ chồng với ai trời. Làm sao vậy? Rồi, mình cũng không hiểu nổi luôn á, không có bấm vô được mà thôi kệ đi ha, chắc là ai đó anti mình rồi. Thu đi để lại lá vàng, gum đi để lại muôn ngàn nhớ thương. Ôi, bài thơ quá là dễ thương luôn ha mọi người. Bài thơ tiếp theo, đố chị gum, ai là người theo dõi chị và luôn luôn yêu chị, lúc chị buồn vui là ai, trả lời cho em biết, trời ơi, chắc là em rồi. À, và còn gia đình và các bạn fan của chị nữa nè, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bài thơ tiếp theo, trời xanh mây trắng nắng vàng, em không sai nắng nhưng mà sai chị gum yêu dấu của em. Cái này là em sai chính tả nè.
thơ em nè, Tết đến có mai có đào, còn muốn ngọt ngào thì về bên em. Trời ơi, quá là ngọt ngào luôn, cái bài này mình cũng rất là thích nè. Dù chị ở đồi biển hay trên núi hay cách xa em 1000 cây số nhưng em vẫn mãi là fan ruột của chị. Quá là fan cứng luôn ha mọi người. Trời ơi, mình không biết đền đáp các bạn fan cứng như thế nào nữa. Và bài thơ tiếp theo. Chẳng cần bánh ngọt với kem, chỉ cần gum nói yêu em đủ rồi. Trời ơi, cái này quá dễ luôn nè, yêu em rất là nhiều nè. Rồi, bạn Cami gửi cho mình một bài thơ rất là trừu tượng luôn, không hiểu gì hết. Em là cô gái có trái tim màu đỏ, vừa đủ nhỏ để chứa một mình gum. Rất là dễ thương, nhưng mà tim ai mà chẳng màu đỏ bà. Ta-da. Trời ơi, không hiểu cái ông nào nữa đây nè, lại nhắn tin tiếp nè. Trời ơi, quá trời là dài luôn, ông này rảnh ghê luôn ha. Yêu gum mấy núi cũng trèo, một lần mắc lỗi gum bèo với tôi. Cái gì vậy trời, tôi đây hết ý chân thành. Ủa là sao, ông nhắn cái gì đây? Tôi đây hết ý chân thành nhưng sao gum nỡ đành bỏ đi. Yêu người chẳng chút thật thà, giả tạo số 1 chính là thằng Phin. Bực mình quá à. Rồi, tự nhiên không hiểu cái ông nào nữa, giờ còn lôi Phin của mình vô đây nữa trời. Thôi kệ đi ha. Và bài thơ tiếp theo, buồn. Không biết là em có chuyện gì buồn nè, có thể kể cho chị nghe ha. Vũ trụ của người là màu đen huyền bí, vũ trụ em bí tí, thu nhỏ lại mình gum rồi lại lỗ chính tả luôn nè, bí tí nè. Yêu gum khi mùa thu, yêu gum sang mùa hạ, yêu gum băng qua mùa đông. Trời ơi, gum như thiên thần khiến ai cũng mê. Một bài thơ quá là yêu luôn, nhưng mà viết thế này là mấy anti vô chửi mình chết nè, mình đâu có xinh đẹp tới nỗi vậy đâu ha. Và bài thơ tiếp theo, chị ký em nha, em còn thêm câu nữa nè. Em không muốn tắm vì em đang say đắm gum. Ồ, ăn nói xà lơ, sao cô nói gì? Trời ơi, cảm ơn Phương nha, nhưng mà nhớ chị thôi chứ phải tắm chứ không là bị ghẻ nè. Tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Một bài thơ rất hay, hồi nhỏ mình đọc đi đọc lại cả trăm lần nè. Hoa bồ công anh chỉ bay khi có gió, em chỉ cười khi nơi đó có gum. Rất là đáng yêu, mình rất là thích hoa bồ công anh luôn, còn mọi người thì sao? Chị ơi, khi nào chị còn ít bạn, chị kết bạn em nha. Trời ơi, mình ước gì mà được một kết 1000 bạn ha mọi người, cho xả láng luôn nè. Giá như gum là gió, để đi đâu đó vờn mái tóc của em. Bài này lạ quá ha. Tiếp theo, hey slow. Cái này là hello mà bài này kêu hey slow mọi người. Chị mở cửa cho em. Ồ, lúc này lúc mình đang quay cho nên mình đang đóng cửa nè. Em yêu chị lắm, chị ơi, muốn nói chuyện với chị. Trời ơi, fan cứng của mình đó mọi người. Chắc là mình sẽ quay thêm một chút nữa rồi mở cửa cho bạn ấy vô chơi ha. Gum ơi, tại sao em lại mê chị nhỉ? Bởi vì chị xinh và cute. Trời ơi, cảm ơn em nha, em cũng rất là cute luôn nè. Thương gum qua mùa hạ lẫn cả sang mùa đông. Ủa, nghe giống cái bài thơ của bà lúc nãy này. Hai bà này là ngồi chung bàn copy nhau nè. À quên, sorry, hơi hơi khác rồi nè. Mọi người vẫn thương gum bao ngày, chưa ngày nào là không thương gum. Gum là cả thế giới, là động lực đấy. Gum là bầu trời xanh, mất gum tim hao gầy. Trời ơi, bài thơ đang dễ thương cái gì đâu mà buồn vậy bà. Gum vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mất nè. Tiếp theo là thư của bạn Bông. Hôm nay em học toán hình tròn vuông chẳng thấy, chỉ toàn hình bóng gum. Trời ơi. Chết rồi, cái bà này mà đi học toán bị điểm thấp là mẹ bà đè mình ra đánh mình nè. Rồi, mình chắc phải quay lẹ lẹ để mở cửa cho các bạn khác vô nhà chơi thôi ha. Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc, còn muốn hạnh phúc thì về bên gum. Trời ơi, siêu cute đáng yêu luôn nè. Gọi gum là gum vì gum cuti nhất quả đất. Trời ơi, gọi gum là vì tôi tên là gum đó bà. Trời ơi, cũng dễ thương ha. Nhưng mà nói chung là mình cũng chưa tới nỗi cute nhất quả đất đâu. Chắc là do bà ấy là fan cứng của mình thôi. Ok, và có lẽ là mình chỉ đọc tới đây thôi ha mọi người. Lần sau thì mình sẽ tiếp tục đọc nè. Thì mình thấy là các bạn fan của mình cũng có năng khiếu làm thơ ha mọi người. Tuy nhiên á, mình thấy làm thơ là phụ chứ thả thính là chính nè.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì những bài thơ rất là ý nghĩa này, và hầu như là toàn là những bài thơ thể hiện tình cảm đối với mình thôi à. Mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ làm một bài thơ để tặng cho tất cả các bạn fan của mình nha. Nhưng mà nếu dở thì mọi người đừng có chê nè. Ok, và vậy là video của mình tới đây là hết rồi. Không biết là mọi người có thử thách gì cho mình không nè, thì hãy bình luận xuống dưới để mình thực hiện nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Bye bye mọi người.